Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Hôm nay chúng ta cùng nhau vui mừng với thông báo mới nhất của Tiến sĩ Nicolas về mạng mở năm 2024. Chúc mừng Pi Day 2024. Đây là ngày Pi Day cuối cùng trước mạng mở và chúng tôi vẫn đang trên đường đạt được mạng mở vào cuối năm 2024. Chúc mừng những người tiên phong PitoDay, hôm nay là PitoDay cuối cùng trước mạng mở. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển cùng cộng đồng, từ tầm nhìn đơn thuần đến thực hiện của một cộng đồng lớn với hơn 60 triệu thành viên đã tương tác, nghĩ đến từ cuối cùng khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi thấy mình tự hào và biết ơn những lỗ lực và thành tựu của cộng đồng trong giai đoạn xây dựng mạng. Đồng thời tôi vô cùng phấn khích vì tương lai sắp tới mang mở không phải là đích đến cuối cùng của trải nghiệm pi hiện tại đó là một điều quan trọng và cốt yếu bước tiếp theo với lần ra mắt này nhiều tiện ích khác có thể đi vào cuộc sống vì pi sẽ được tích hợp liền mạch hơn vào thế giới thực khả năng là vô tận một số tiện ích hiện đang bị chặn do giai đoạn kèm theo nhưng với open network những tiện ích đó sẽ có thể phát triển mạnh mẽ Ví dụ chúng tôi có thể kết nối ứng dụng Pi với các dịch vụ gửi thư truyền thống để vận chuyển hàng hóa hoặc tích hợp dễ dàng hơn với các mạng Web 2 và Web 3 đã thiết lập khác. Điều này cực kỳ thú vị trong việc mở rộng khả năng tiếp cận và áp dụng Pi vào xu hướng phổ biến. Mạng kèm theo của Pi đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và xây dựng một không gian an toàn. Để chúng tôi di chuyển cộng đồng sang Mainnet, tinh chỉnh các tính năng như KIC, và xây dựng hệ sinh thái. Kể từ đó, chúng tôi đã đạt được thành công đáng kinh ngạc và nhận được sự hỗ trợ toàn cầu. Đồng thời chúng tôi rất vui mừng khi biết chúng tôi có thể phát triển hơn nữa khi mở mạng lưới. Đọc thông báo đầy đủ của p đây để tìm hiểu thêm về tiến trình của cộng đồng trong các điều kiện của mạng mở cũng như tất cả các sản phẩm công nghệ và sáng kiến cộng đồng hỗ trợ cộng đồng đó. Tiếp theo là nội dung toàn bộ bản dịch thông báo mới nhất của Nicolas. P2day trước khi ra mắt Open Network đến với khởi đầu mới. P2day 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với P Network. Đây là P2day cuối cùng trước khi chúng tôi ra mắt Open Network. Như đã nêu chi tiết trong các điều kiện của Open Network vào tháng 12 năm 2023. Con đường của chúng tôi đến với Open Network phụ thuộc vào nỗ lực chung của toàn bộ cộng đồng Pi, bao gồm nhóm nòng cốt, các nhà phát triển cộng đồng và tất cả những người tiên phong. Nhờ những đóng góp và cải tiến tuyệt vời của toàn bộ cộng đồng, chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn và đang đi đúng hướng. Vì vậy, trong lễ kỷ niệm Pi Today hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ thực hiện trong các điều kiện của mạng mở. Xem xét các bản cập nhật và phát hành sản phẩm kể từ ngày P 14 tháng 3 năm 2024. Giới thiệu các bản phát hành mới hôm nay được trình bày trong các phần tương ứng của bản cập nhật sản phẩm và công nghệ. Xem qua các sáng kiến tiếp theo sẽ thúc đẩy mạng lưới hướng tới các mục tiêu mạng mở của chúng tôi và khởi xướng một sự kiện cộng đồng để kỷ niệm thử thách mạng mở P Today mới. Nhưng trước hết chúng tôi vui mừng thông báo rằng cộng đồng tiên phong hiện đã đạt hơn 60 triệu tiên phong cam kết, điều kiện và trạng thái mạng mở. Hôm nay chúng tôi có thông tin cập nhật về tiến độ thực hiện 3 điều kiện chính của mạng lưới mở, hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho mạng mở về công nghệ, sản phẩm, kinh doanh và pháp lý theo các chiến lược nhất quán của Pinningworks nhóm nòng cốt tiếp tục đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này phần lớn thông báo này trong các phần tiếp theo sẽ được dành riêng cho những tiến bộ đã đạt được và một số sáng kiến trong tương lai trong các lĩnh vực khác nhau của dự án hướng tới mạng mở đáp ứng các mục tiêu kic di chuyển và tạo tiện ích của mạng khi thiết lập dòng thời gian chúng tôi đã thiết lập ba mục tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi nỗ lực của cộng đồng Đầu tiên 15 triệu người tiên phong KIC. Tại thời điểm này, chúng tôi có hơn 12 triệu người tiên phong KIC, tăng từ 9,45 triệu vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Nhiều trường hợp góc KIC đã được bỏ chặn để tạo điều kiện cho sự gia tăng này và dự kiến sẽ tăng tốc với nhiều thay đổi và sáng kiến huy động cộng đồng hơn. Thứ hai, di chuyển 10 triệu Pioneer sang Menet Hiện tại chúng tôi có 5,79 triệu Pioneer trên Mainnet so với 4,5 triệu vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đã thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện các thay đổi giúp đẩy nhanh quá trình di chuyển Mainnet. Hãy tiếp tục đọc để biết chi tiết sau trong bài đăng này. Thứ ba, 100 ứng dụng Pi có trên Mainnet hoặc sẵn sàng cho Mainnet 2. Tuân thủ các chính sách của nền tảng Pi. 3. Giải quyết nhu cầu thực sự và mang lại tiện ích cho hệ sinh thái Pi. Và 4. Là một ứng dụng riêng biệt. Chúng tôi hiện có hơn 70 ứng dụng Pi sẵn sàng cho Menet hoặc Menet đáp ứng các tiêu chí này. Tăng từ 50 ứng dụng vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Không có môi trường bên ngoài bất lợi. Chúng tôi kiểm soát ngày ra mắt mạng mở Điều đó cho phép chúng tôi tránh ra mắt vào thời điểm mà các yếu tố toàn cầu có thể gây hại cho hệ sinh thái kinh doanh truyền thống và tiền điện tử. Mặc dù hiện tại chúng tôi không lường trước được bất kỳ sự kiện nào, như vậy, nhưng chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua chúng. Chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo thời gian ra mắt của chúng tôi nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho mạng. Đó là tóm tắt. Đây là những thông tin chi tiết Tiến trình công nghệ và sản phẩm hướng tới mạng mở Kể từ thông báo về ngày Pi, nhóm Đồng Cốt đã tiếp tục tập trung vào việc thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho mạng mở, bao gồm các ưu tiên chính về KIC, di chuyển mainnet, nút và các sáng kiến khác như tăng trưởng và khóa sau di chuyển. Những nỗ lực nhằm xây dựng tiện ích và một cộng đồng vững mạnh thông qua các kết nối của Pioneer. Các tính năng xã hội và sự kiện cộng đồng cũng vẫn được tiếp tục. Những điều này phù hợp với các mục tiêu của mạng kèm theo nhằm đạt được số lượng lớn người tiên phong đã được xác minh trên Menes. Hoàn thành việc chuẩn bị cho mạng mở và đa dạng hóa các tiện ích tiền điện tử Pi. Như mọi khi, bản cập nhật công nghệ và sản phẩm này tập trung vào các tính năng và mục công việc mà người tiên phong có thể nhìn thấy phù hợp và thú vị, bỏ qua nhiều công việc ở phần phụ trợ nhưng vẫn quan trọng. KIC, nhóm cốt lõi đã phát triển một số phương pháp để giúp Pioneer vượt qua KIC tại nhiều thời điểm khác nhau trong quy trình nộp đơn, xác thực và phê duyệt. Bản phát hành mới, tuần này chúng tôi đã phát hành một tính năng mới để bỏ chặn nhiều người tiên phong trong quy trình KIC. Yêu cầu thay đổi mật khẩu đã được thêm vào danh sách kiểm tra Menet đối với một số người tiên phong. Sau khi hoàn thành, họ sẽ đảm bảo tài khoản của mình được an toàn trước khi tiếp tục KIC. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu chức năng khiếu nại mới. Lần đầu tiên cho phép người tiên phong khiếu nại một số quyết định từ chối KIC và trình bày trường hợp của họ để lấy ý kiến thứ hai nếu họ không đồng ý với phán quyết của người xác thực. Kể từ ngày Pi, chúng tôi đã phát hành nhiều tính năng và cải tiến KIC để giải quyết các ứng dụng bị mắc kẹt và giúp nâng chúng sang giai đoạn tiếp theo của KIC chẳng hạn như thêm tính năng chụp góc khuôn mặt trái và phải trong quá trình kiểm tra hoạt động để cải thiện độ chính xác và giảm nguy cơ xảy ra lỗi sự chậm trễ trong việc kiểm tra mức độ hoạt động và nhiều lần kiểm tra mức độ hoạt động đối với các trường hợp có thể áp dụng bao gồm cả những trường hợp có trạng thái cây dự kiến sẽ giúp họ tiến tới bước tiếp theo hơn 1,78 triệu người tiên phong đã hoàn thành ít nhất một lần kiểm tra hoạt động trong quá trình triển khai dần dần trong 2 tháng qua. Khả năng gửi lại đã được cung cấp cho nhiều trường hợp, trong đó việc gửi lại sẽ hữu ích trong việc bỏ chặn chúng, hướng dẫn rõ ràng hơn về các hành động tiếp theo cần thực hiện trên ứng dụng KIC và danh sách kiểm tra menet đã được cung cấp cho những người đang gặp khó khăn và không biết phải làm gì. Chúng tôi cũng đã triển khai nhiều bản sửa lỗi và cải tiến trong quý 2 nhằm giải quyết các trình chặn đối với các trường hợp góc bị kẹt khác nhau do thiếu trường làm xáo trộn hình ảnh, chuyển đổi video, lỗi chuyển đổi video trích xuất khuôn mặt, mặt sau của một số quá trình xử lý tài liệu ID, lỗi chọn loại ID và tải lên ID cũng như các lỗi nền khác quy trình kỹ thuật. Giao diện người dùng và trải nghiệm đã được cải thiện trong suốt quá trình KIC để giúp hướng dẫn Pioneer hoàn thành chính xác hơn đơn đăng ký của họ. Với bản dịch hiện có sẵn trong suốt quá trình KIC, hướng dẫn được cải thiện cho cả Pioneer và Validator để làm cho quy trình trở nên suôn sẻ hơn. Phản hồn nhiều thông tin hơn về các mục nhập không chính xác. Tất cả đều giúp ngăn ngừa các trường hợp bị kẹt trong tương lai và giảm khả năng bị chặn đơn đăng ký để tạo điều kiện cho việc xác thực KIC nhanh hơn và chính xác hơn, chúng tôi đã phát hành nhiều cải tiến khác nhau để hỗ trợ người xác thực, bao gồm các thuật toán được cải tiến và lý do từ chối tinh tế về và thiết thực hơn dựa trên phân tích dữ liệu. Đối với công việc sắp tới, chúng tôi đang tiến hành phân tích dữ liệu tất cả các tính năng Linet tổng thể để cải thiện độ chính xác của việc xác minh Linet. Điều này cũng sẽ giúp cung cấp thông tin cho quá trình đánh giá xác định xem c tạm thời có thể chuyển sang trạng thái c đầy đủ hay không, bỏ chặn các ứng dụng như vậy để tiếp tục sau đó. Di chuyển bên nét, chúng tôi đang tiếp tục cải thiện bản cập nhật gần đây đã nâng cấp đáng kể tốc độ di chuyển nội bộ của mây. Bản cập nhật là kết quả của quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, tối ưu hóa kỹ thuật và nhiều bản sửa lỗi đã nâng cao hiệu quả và công suất tổng thể của quá trình di chuyển. Cho phép tăng gấp đôi tốc độ di chuyển. Bản nâng cấp này cho phép cộng đồng tận dụng tốc độ để di chuyển nhanh hơn và cho phép chúng tôi tiếp tục cải tiến. Nhiều thay đổi khác nhằm đẩy nhanh quá trình di chuyển đang được lên kế hoạch và thực hiện để phát hành vào quý 3. Việc tối ưu hóa danh sách kiểm tra Mines giúp tạo điều kiện cho tỷ lệ hoàn thành cao hơn và thúc đẩy quá trình di chuyển mạng sang Mines. Tất cả các bước phụ thuộc và Pioneer đã được nhóm lại trước đó trong danh sách để cho phép hoàn thành xuân sẻ hơn, giảm tình trạng bò giờ giữa các lần phê duyệt và hành động của Pioneer. Điều này có nghĩa là khi người tiên phong vượt qua KIC, họ sẽ tự động được thêm vào hàng đợi di chuyển. Ngoài việc cải thiện hơn nữa về tốc độ di chuyển trong quý 3, chúng tôi có kế hoạch triển khai thông báo cho người tiên phong sau khi họ di chuyển thành công sang Minet trong những tháng tới. Điều này sẽ thông báo cho những người tiên phong về trạng thái di chuyển của họ và khuyến khích họ bắt đầu tham gia vào các hoạt động tiện ích trên Binance, đóng góp cho các mục tiêu mạng mở khác. Phiên bản mới khóa trên chuỗi, bắt đầu từ tuần này, những người tiên phong đã di chuyển thành công sang Binance có thể tự nguyện tạo một khóa mới trên blockchain. Tính năng này giải quyết nhu cầu của người tiên phong trong việc tạo khóa sau khi di chuyển và cho phép người tiên phong đã di chuyển sử dụng Pi đã di chuyển của họ để nhận phần thưởng khai thác khóa nếu họ muốn. Việc tạo khóa mới cho Pi đã di chuyển sang mainnet trong VP sẽ thúc đẩy tốc độ khai thác của cá nhân dựa trên cùng một cơ chế phần thưởng khóa được nêu chi tiết trong sách trắng năm 2021, sau đó giúp hỗ trợ một hệ sinh thái mạnh mẽ và ổn định, đồng thời khuyến khích sự tham gia lâu dài với mạng lưới. Việc giới thiệu chi tiết đơn về tính năng này sẽ có trong các thông báo trong tương lai. Điểm giao để chuẩn bị cho nốt cho Open Network, chúng tôi đã phát hành các bản cập nhật phiên bản nốt từ 0.4.9 đến 0.4.11, giúp tăng cường phân tích nốt, chuẩn hóa ứng dụng nốt trên khắp các khu vực địa lý và đặt nền tảng cho các phát triển trong tương lai về lựa chọn nốt và nâng cấp. Chúng tôi cũng đang lập kế hoạch cho một cơ chế để nốt hỗ trợ chuyển đổi giữa các blockchain testnet và mainnet với hơn 200.000 nốt trên PTNet đang chờ chuyển sang Mnet. Pinot có tiềm năng to lớn cho điện toán phi tập trung quy mô lớn. Chuẩn bị blockchain Testnet và Mainnet, như đã giải thích trong blog cập nhật nốt gần đây để chuẩn bị nút cho mạng mở, ngoài việc đồng bộ hóa và nâng cấp phiên bản, điều cần thiết là tạo cơ chế cho phép nút chuyển đổi giữa các chuỗi khối Tetnet và Mainnet. Một Testnet mới được tạo để phát triển và thử nghiệm cơ chế chuyển đổi mạng này. Cơ chế này sẽ được sử dụng khi các nút cần chuyển sang mainnet. Điều này đảm bảo rằng cả ứng dụng nốt và các chương trình phụ trợ của nó đều có thể xử lý các hoạt động trên blockchain, mang lại sự chuyển đổi xuân sẻ từ testnet sang mainnet. Việc di cư thứ hai và tương lai cho Pi Việc di chuyển số dư mainnet lần thứ hai và trong tương lai đang được thực hiện. Điều quan trọng nhất trong khi những người tiên phong đủ điều kiện chờ đợi lần di chuyển thứ hai là đảm bảo ví của họ được an toàn. Trong thời gian chờ đợi, việc thu hút thêm nhiều thành viên trong nhóm giới thiệu và vòng kết nối bảo mật của bạn nhận được KIC. Đặc biệt là xem xét thời kỳ gia hạn 6 tháng và thời hạn luân chuyển sẽ làm cho lần di chuyển thứ hai và trong tương lai trở nên có ý nghĩa hơn. Càng nhiều thành viên trong nhóm của bạn hoàn thành KIC thì càng có nhiều tiền thưởng được khai thác trong số dư di động của bạn được quy cho họ sẽ được đưa vào quá trình di chuyển mainnet thứ hai và trong tương lai của bạn. Sáng kiến cộng đồng Pi xây dựng một cộng đồng vững mạnh trong Pi là rất quan trọng để nâng cao khả năng phục hồi của nền tảng và đảm bảo thành công lâu dài bằng cách nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi những người tiên phong cảm thấy được kết nối và được hỗ trợ ngang hàng. Chúng ta có thể đặt nền móng cho một mạng lưới mạnh mẽ có thể chống chọi với mọi thách thức có thể nảy sinh trong tương lai. Các sáng kiến cộng đồng là cơ hội để tương tác xã hội và thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới, cho phép Pioneer đóng góp vào tiện ích và sự phát triển của mạng lưới. Thời gian và nguồn lực dành cho các sáng kiến này là điều cần thiết cho một mạng lưới mở lành mạnh, một mạng lưới mạnh mẽ và kết nối như những người tham gia và trong việc phát triển thái độ cộng đồng mạnh mẽ và sự thống nhất giữa những người tham gia. Những người tiên phong được chuẩn bị tốt hơn để vượt qua mọi trở ngại và định hình một tương lai bền vững. Trong tương lai của Web3 về phi tập trung, chúng tôi được xây dựng để kết nối và cam kết của Pi trong việc tổ chức và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng bao gồm các sự kiện xã hội trong mạng lưới Pi là sự phản ánh điều này. Tiến trình thách thức mạng lưới mở. Trong Pi Today này, những người tiên phong có thể đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng chỉ bằng cách tận hưởng niềm vui tham gia thử thách mạng mở Pi Today, nơi bạn có thể là người đầu tiên nhìn thấy các tính năng mới, khám phá hệ sinh thái Pi nhận các giải thưởng trong ứng dụng độc đáo và giúp tiến tới mạng mở. Cơ hội thú vị này chỉ diễn ra trong 2 tuần, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia cùng những người tiên phong để biến p đây thành một cột mốc quan trọng trong quá trình của chúng tôi đến với mạng mở. Lưu ý cuối cùng về mạng mở, có rất nhiều công việc và sự phấn khích trước sự ra mắt sắp tới của Pinwork đối với Open Network. Nhìn chung, Pi sẽ được chuẩn bị tốt nhất để thành công tại Open Network vì các chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc xây dựng các tiện ích thực tế có thể mở rộng và lâu dài. Giai đoạn Enclosed Network dành cho Pi là một lựa chọn chiến lược nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ và không bị phân tâm và áp lực từ các yếu tố bên ngoài. Những người thân phong đã dành nhiều năm để xây dựng tiện ích trong mạng lưới. Pi Today là thời điểm hoàn hảo để thúc đẩy cộng đồng tiến xa hơn tới Open Network và trở thành và dành thời gian để suy nghĩ sâu hơn về diện mạo của pi khi mạng lưới mở khi pi là một phần của hệ sinh thái rộng lớn hơn chúng ta chắc chắn sẽ thấy những ứng dụng và cách sử dụng mới thú vị cuối cùng pi có thể được kết nối với các ứng dụng và tiện ích tiền điện tử khác cũng như với bất kỳ hệ sinh thái truyền thống nào khác cũng như giao dịch thương mại pi truyền thống và bất kỳ thứ gì khác mà người tiên phong và nhà phát triển pi có thể tưởng tượng và thực hiện chúng tôi biết sự chờ đợi này đã kéo dài đối với những người tiên phong nhưng sự chờ đợi này là có mục đích và khi sự chờ đợi đó sắp kết thúc chúng tôi tự hào về dự án mà chúng tôi đang chuẩn bị phát hành trên open network